giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể chuyển dữ liệu bảng kê thuế từ phần mềm kế toán sang phần mềm hỗ trợ kê khai. Chúng ta vào báo cáo thuế, chúng ta vào bảng kê thuế đầu vào và bảng kê thuế đầu ra. Chúng ta vào bảng kê thuế đầu vào, ở đây chúng ta là làm ví dụ các số liệu là tháng 1 nên chúng ta ở đây chọn từ tháng 1 đến tháng 1. Đối với các cái doanh nghiệp mà chúng ta quyết toán thuế theo quý thì chúng ta có thể chọn từ tháng 1 đến tháng 3. Sau đấy chúng ta chọn nhận. Khi các bạn vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy một cái bảng kê thuế, các bạn có thể ấn preview để in ra. Như vậy là thay vì cái việc phải in ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím F9. Các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên tiêu đề có là F9 Excel cho hỗ trợ khai. Ở đây chúng ta ấn phím F9 trên bàn phím, chúng ta sẽ lưu hiện ra một cái bảng để chúng ta có thể lưu cái bảng kê thuế dưới dạng Excel. Thuế vào tháng 1 chúng ta chọn OK. Bạn chờ một vài giây thì chương trình sẽ hiện ra một cái bảng kê thuế bằng Excel. Chúng ta chỉ cần ấn giữ nút lưu và đóng Excel. Sau đây chúng ta vào tiếp phần mềm, vào bảng kê thuế đầu ra, chúng ta chọn từ tháng 1 đến tháng 3, chúng ta ấn F9 để lưu bảng kê thuế đầu ra. Chúng ta kích vào đây, chúng ta chỉ cần sửa mỗi chữ ra là chúng ta có thể lưu được cái dữ liệu thuế đầu ra. Các bạn có thể thấy là bây giờ đã có bảng kê thuế đầu ra, bảng kê thuế đầu vào. Chúng ta là mở phần mềm hỗ trợ khai, chúng ta chọn đồng ý. Ở đây ví dụ chúng tôi sẽ ví dụ cho các bạn là vào cái bảng kê thuế vào tháng 2 thì chúng ta chọn đồng ý. Bây giờ chúng ta vào bảng kê thuế bán ra, chúng ta chọn tải bảng kê, chọn nút lệnh có dấu ba chấm để các bạn có thể vào cái đường dẫn. Các bạn chọn bảng kê thuế đầu ra tháng 1, chọn OK. Sau đây chúng ta vào bảng kê thuế đầu vào, chúng ta chọn bảng kê, chọn tải bảng kê thuế đầu vào, chúng ta chọn tải dữ liệu. Thì các bạn nhìn thấy là ở bên phần mềm chúng ta đánh bằng cái TC tiêu chuẩn TCVN3, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thấy là khi chuyển vào phần mềm hỗ trợ khai thuế thì chương trình đã tự động chuyển sang cái phông chữ là bằng cái chuẩn Unicode. Chúng ta ghi dữ liệu, chúng ta đóng. Như vậy chúng tôi hướng dẫn xong cho các bạn cách thức để các bạn có thể chuyển được phần mềm dữ liệu thuế từ phần mềm kế toán sang phần mềm hỗ trợ khai thuế.